Bão cát tấn công vào khu vực Tây Bắc của Trung Cộng, tin tổng hợp. Một trận bão cát đã tràn qua miền Tây Bắc Trung Cộng trong ngày hôm qua, làm tê liệt giao thông công cộng, buộc nhiều trường học phải đóng cửa và phủ kín nhiều thành phố dưới lớp bụi dày màu cam. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, bão cát đã tấn công vùng tự trị Tân Cương và tỉnh Cam Túc. Tại một số khu vực, tầm nhìn xa đã giảm xuống dưới 500 thước do bão cát. Từ 7 giờ sáng tới 2 giờ chiều hôm qua, tính theo giờ địa phương, bão cát kèm theo gió thổi mạnh đã xảy ra tại huyện Rao Quan thuộc tỉnh Tân Cương. Tại đây thì tầm nhìn xa thu hẹp xuống chưa đầy 100 thước. Nhiệt độ tại Urumqi là thủ phủ của tỉnh Tân Cương hôm qua đã giảm xuống chỉ còn 4 độ C, tương đương 39 độ F, do không khí lạnh và gió mạnh. Trung tâm Khí tượng Quốc gia dự báo gió mạnh sẽ di chuyển về phía đông trong 2 ngày tới, đưa cát bụi tới phía đông của Tân Cương, cũng như một số khu vực tại tỉnh Cam Túc, Thanh Hải và Nội Mông.